Chào mừng em đến quay trở lại với Lab World, thế giới công nghệ. Sau một vài năm ra mắt thị trường và gây dựng được lòng tin đối với người dùng thì có vẻ như 2023 năm nay, LG đã tự tin hơn trong việc đưa ra nhiều phân khúc sản phẩm hơn và đánh vào nhiều đối tượng khách hàng hơn, đúng không nào anh em? Cụ thể thì 2023 năm nay chúng ta sẽ có một số những dòng sản phẩm rất mới, ví dụ như là Azogram Style, đúng nào, có phiên bản 14, 16 rất là đẹp, hay là Azogram Super Slim, siêu mỏng và siêu nhẹ, hay là bây giờ chúng ta sẽ có cả Azogram 2-in-1, chiếc laptop xoay gập 360 độ đầu tiên của nhà LG, hay là chúng ta sắp tới sẽ đón chờ thêm cả phiên bản Azogram có cả đồ họa rời nữa. Và chắc chắn là trên channel YouTube Laptop World sẽ cập nhật đầy đủ hết tất cả những phiên bản Azogram 2023 cho anh em đón chờ nhé. Hôm nay chúng ta được đi trên tay trải nghiệm phiên bản Azogram 2023 2-in-1, chiếc laptop xoay gập 360 độ đầu tiên của nhà Azogram. Và theo mình thấy thì đây cũng là một chiếc laptop xoay gập 360 độ siêu nhẹ mà có thể gọi là nhẹ nhất thời điểm hiện tại cho anh em. Vậy chiếc laptop này có cái gì anh em tò mò hay không? Hãy cùng Laptop World trải nghiệm nhé. Bắt đầu thôi. Azogram 2023 2-in-1 đang trên tay mình đây, đang được bán tại cửa hàng Laptop World với mức giá là 35.990.000. Anh em quan tâm có thể kéo xuống, click vào link mình để phía bên dưới phần mô tả video này để có thể tham khảo chi tiết nhất về sản phẩm anh em nhé. Thì trước đây chúng ta nhắc tới Azogram ấy thì có vẻ như họ đã hình thành sâu trong tâm trí người dùng để chính là một chiếc laptop rất nhẹ và rất bền, chịu được những cái độ va đập cực kỳ lớn, những cái pha drop, những cái pha thả rơi mà không thương tiếc, mà em nó vẫn có thể sống sót một cách thần kỳ. Chiếc laptop mặc dù là nó trông nó mỏng manh, nó sexy, nó đẹp thật đấy, nhưng mà cái cảm giác cầm lên nó liền mạch, nó đầm và nó chắc chắn, chứ nó không hề bị ọp ẹp, nó không bị yếu đuối một chút nào anh em nhá. Và có một cái điểm mình muốn bật mí cho anh em nhá, đấy chính là khi chúng ta mua chiếc LG Gram 2-in-1 thì chúng ta sẽ được tặng kèm một chiếc bút LG Stylus Pen, một chiếc bút mà khi mà mình sử dụng để mình viết lên chiếc màn hình này ấy, thì phải nói thật là nó ngon hơn tất cả những chiếc bút khác trên thị trường luôn. Lý do vì sao? Cái đầu bút này không biết họ làm vật liệu gì, nó viết lên cái màn hình này nó giúp cho cái cảm giác viết ở trên này nó thực hơn rất là nhiều anh em ạ. Và nó không hề bị trượt đi quá, nó giúp mình có một cái độ ghi nhất định. Và cái cảm giác viết ở trên này nó thích, nó hay, nó không giống như những chiếc bút ở những cái phân khúc giá rẻ. Ok, chiếc bút này thì nó rất hợp lý cho anh em, kể cả những em designer hay là những anh em sử dụng để vẽ, hội họa các thứ. Mình thấy là trên chiếc máy này anh em có thể trải nghiệm khá là hay anh em nhá. Ok, tạm thời đặt chiếc bút sang một bên, chúng ta hãy cùng tới với những cái vật liệu thiết kế ở trên chiếc máy này. Trên chiếc máy này là một cái sự kết hợp giữa các vật liệu thiết kế, không chỉ là hợp kim nhôm magie như là những phiên bản trước đó. Ở đây chúng ta có mặt lưng của máy. Ở đây chúng ta có thể thấy này, em nó sử dụng nguyên một cái tấm nhôm cắt CNC khá là dày, và cái viền cắt CNC ở xung quanh máy sáng và rất đẹp, cho mình một cái cảm giác chiếc máy này nó đầm và nó chắc chắn hơn. Đó. Mặt trước của máy chúng ta sẽ có một cái lớp kính anh em nhá, và giúp bảo vệ cho cái phần màn hình của chiếc máy này. Tổng thể thì ở phía bên trên phần mặt màn hình này mang lại một cảm giác thì đây nó cao cấp và nó chắc chắn hơn, nó đầm hơn, chứ không phải chỉ là hợp kim magie bị flake, hợp kim nhôm magie bị flake khá nhiều, thì bây giờ đây chúng ta có full hợp kim nhôm ở phần mặt lưng, cho nên cảm giác là khá là chắc chắn. Nhưng mà sự chắc chắn chưa chỉ dừng lại ở đó, khi mà chúng ta nhìn được xuống đến dưới phần màn hình mới thấy là đây là một chiếc laptop mà cho chúng ta cái bản lề nó uy tín thực sự luôn anh em ạ. LG Gram 2-in-1 họ làm một chiếc bản lề nó đúng chất một chiếc laptop 2-in-1, nó xịn, nó chắc chắn. Một phần bản lề hoàn toàn là nhôm cứng và rất chắc chắn luôn, anh em thể thấy này. Đố gãy được, cái bản lề này không thể gãy được. Nó rất là chắc đó, anh em thể tự tin xoay gập mở thoải mái như này. Bản lề rất là dày bản anh em nhé, chúng ta quan sát cận sát đây chúng ta mới thấy được cái độ dày bản và chắc chắn của phần bản lề này. Tiếp theo là phía bên dưới phần mặt C và mặt D của máy, thì đây chúng ta lại quay trở lại cái vật liệu hợp kim nhôm magie anh em ạ. Đó, nó giúp cho chiếc máy này nó có một cái độ dẻo dai hơn, đúng nào. Và lúc này thì drop test thoải mái đi, drop test cái phần bên dưới này thôi nhá, thả ngang như này thôi anh em, thả chéo này, cái nhôm này, cái khung nhôm CNC này nó sẽ rất là dễ bị xước này. Đấy, khi mà va động mạnh các thứ là nó sẽ bị xước, sẽ bị cấn, bị móp các thứ, thì lúc đấy mình chịu, mình cũng không chịu trách nhiệm về phần này cho anh em. Nói chung là cũng không khuyến khích anh em drop test. Nói chung là chiếc máy nó mang lại cho mình một độ tin cậy, độ bền hơn để tránh khỏi những cái va đập không đáng có thôi. Còn đây chúng ta cố tình tạo ra va đập ấy, lúc đấy nó không may nó xảy ra cái vấn đề gì đấy thì lại khó, đúng không anh em? Thế thì cái điểm trừ ở trên cái vật liệu thiết kế này là gì? Đó chính là vỏ máy hoàn toàn là màu đen này, hơi nhám nhám một chút này, rất bám hôi vân tay luôn anh em nhìn qua. Đấy, trời ơi, nó bám túm lum hết cả lên đây. Và lát nữa chúng ta lại phải ngồi chúng ta lau chùi đi, cho chiếc máy ra sạch sẽ hơn anh em nhá. Lưu ý là sẽ phải thường xuyên lau chùi chiếc của chúng ta. Đó là với cái thiết kế bên ngoài, nói chung là một cái thiết kế nó bền bỉ và đáng tin cậy của nhà LG. Trước cái này chúng ta trải nghiệm ra đều thấy là chiếc LG nó quá bền rồi. Phải phía bên trong này, bên trong chúng ta có phần màn hình đúng không? Màn hình sẽ có một số những điểm mà chúng ta cần phải bàn tới ở trong
cái tầm giá 35,9 triệu này anh em ạ. Ở đây chắc chắn rồi, laptop 2 trong 1 chúng ta sẽ có một chiếc màn hình cảm ứng. Rồi, màn hình cảm ứng rất mượt, và đặc biệt là khi sử dụng cùng bút nữa thì quá mượt luôn. Đấy, rất là thích, sử dụng cùng chiếc bút thì phải nói thật là rất là mượt và rất là thích luôn. Cái màn hình này nó cho chúng ta một cái lớp kính phủ bên ngoài tràn là sát bên ngoài viền anh em nhé, cho chúng ta một cảm giác màn hình tràn viền rất đẹp, rất sexy. Viền của máy làm cũng rất mỏng, viền dưới hơi dày một chút, đặc trưng của chiếc laptop xoay gập 360 để cho chúng ta một khu vực có thể cầm vào đỡ bị chạm tay ở phần màn hình. Đây, minh chứng cụ thể cho anh em luôn. Đấy, cầm vào đây, hạn chế tối đa cái việc là bị chạm tay vào khu vực màn hình nhảy loạn cảm ứng lên anh em nhá. Đấy, có khu vực để cầm tay. Hợp lý. Bên trên sẽ là một cái phần viền màn hình khá mỏng, có đủ trong ta webcam, micro thoại và micro chống ồn. Thêm nữa là nó sẽ có cả camera IR để quét khuôn mặt luôn anh em nhé. Và bảo mật thì em nó có cả cảm ứng vân tay tích hợp vào nút nguồn. Chiếc máy này có tận 2 nút nguồn. Em nó có nút nguồn ở trên này, nút nguồn ở bên cạnh đây, lát mình nói kỹ sau. Quay trở lại phần màn hình. Cái phần màn hình này có gì đáng nói ở đây? Chúng ta sẽ có một cái phần màn hình kích thước là 14 inch và tỷ lệ màn hình sẽ là 16:10 anh em ạ. 1920x1200 thiên về khung hình dọc, phù hợp cho anh em văn phòng. Tuy nhiên, anh em vừa nghe qua ở đấy, 1920x1200 tức là gì? Đồ vân giải Full HD Plus. Trong cái tầm giá 35-36 triệu đồng như thế này, chúng ta chỉ có là Full HD Plus. Đáng tiếc, đúng không anh em? Rất đáng tiếc. Nếu mà chúng ta có 2K, 2.8K hay là 3K, lúc này nó hợp lý hơn vô cùng. Ở đây chúng ta sẽ chỉ có là Full HD Plus mà thôi. Rất đáng tiếc đúng không nào? Tuy nhiên nhá, cái điểm nói đi cũng phải nói lại ở đây, đấy chính là gì? Chúng ta có một chiếc màn hình kích thước nó chỉ là 14 inch thôi. 14 inch và cái việc mình sử dụng Full HD ở trên này nó quá đủ. Nó thật là nó không hề bị dỗ hạt, nó không hề bị gai hay là viền chữ nó bị vỡ pixel gì cả. Nó rất là nét. Thế thì cái câu hỏi đặt ra ở đây là liệu có thực sự cần tới 2K hay là 4K hay không? Anh em, khi mà mình sử dụng Full HD cũng đang rất là đủ. Tất nhiên là với một cái trang bị nó đủ cao cấp hơn thì nó sẽ phần nào đó là xịn xò hơn chứ đúng không anh em? Nhưng mà phải nói thật là trong cái tầm giá này Full HD Plus là khá đáng tiếc anh em nhá. Ngoài ra thì những cái trang bị khác cho chiếc máy để sử dụng những tác vụ quan sát này, đồ họa này hay là làm việc này rất là ngon. Ở đây chúng ta có một cái màn hình với tấm nền là IPS. Chúng ta có độ sáng tới 350 nit và chúng ta có cái độ phủ màu đạt vào tới là 99% DCP3. 99% DCP3 là một cái độ bao phủ màu gần như là tối ưu nhất thời điểm hiện tại cho anh em điện ảnh, anh em thiết kế đúng không nào? Sử dụng chiếc màn hình này như một chiếc màn hình tham chiếu cũng được nữa, để có thể quan sát màu sắc được chuẩn xác, đẹp mắt nhất có thể. Thì đây, màn hình rất là đẹp rồi anh em nhá. Tuy nhiên thì chúng ta cũng sẽ lại phải nói về một cái điểm, đó chính là 35-36 triệu đồng màn hình Full HD ở đây chúng ta chỉ có 60Hz. Dùng màn hình cảm ứng bây giờ, cái việc chúng ta sử dụng để lướt như thế này, sử dụng để viết, vẽ thì tần số quét càng cao nó sẽ mang lại một trải nghiệm nó càng mượt, nó càng tối ưu đúng không nào? Đây là lý do vì sao mà các anh em digital painting anh em phải mua một chiếc iPad Pro thay vì là một chiếc iPad Air chỉ có màn hình 60Hz. Chúng ta mua một chiếc iPad Pro chúng ta có 120Hz, chúng ta vẽ để thực tế hơn, nó đẹp hơn rất là nhiều. Thì chiếc màn hình này nó cũng sẽ như vậy. Rất đáng tiếc anh em ạ. Full HD và 60Hz là điểm trừ. Còn điểm cộng đây là gì? Cảm ứng thì rất là mượt. Lướt trên này nó không hề bị dí tay, nó không hề cấn gì cả. Rất mượt như một chiếc màn hình điện thoại. Chúng ta có gì nữa? Chúng ta có 99% DCP3. Chúng ta có tấm nền IPS và độ sáng 350 nit. Đó là điểm cộng và điểm trừ chiếc màn hình này anh em nhá. Rồi, tiếp theo sẽ là về phần cấu hình. Ở đây chúng ta sẽ có một combo cấu hình Intel Gen 13 này chắc chắn rồi. Một combo cấu hình mà gọi là tiêu chuẩn cho anh em văn phòng hay là các anh em sử dụng để thiết kế cơ bản có thể sử dụng tốt trên combo cấu hình này. Ở đây chúng ta có một con Intel Core i5-1340P. Chúng ta sẽ có đây là 12 nhân và 16 luồng. Trong 12 nhân thì sẽ có là 4 nhân hiệu năng cao và 8 nhân là tiết kiệm điện anh em nhé. Trên 4 nhân hiệu năng cao thì đẩy xung nhịp turbo tối đa là 4.6GHz, đó là với CPU. Một con Intel dòng P. Nhưng mà với con i5-1340P này, nó không còn bị yếu đuối như là trên những con CPU dòng U nữa. Nó có thể cho chúng ta làm được nhiều tác vụ hơn. Nó có thể bung được một cái mức điện năng cao hơn vào khoảng độ hơn 40W điện trong khoảng thời gian ngắn. Tức là anh em có thể render tốt những video 4K. Anh em có thể làm những cái effect nặng nề hơn một chút và sử dụng trực tiếp trên chiếc máy này. Anh em nhá, hiệu năng của nó có thể cân được chứ không phải bị yếu đuối quá CPU dòng U. Thêm nữa chúng ta sẽ có là RAM 16GB LPDDR5 băng thông là 5200MHz và lắp đặt sẵn là Quad Channel rồi. Không thể nâng cấp nhưng RAM 16GB dùng là thoải mái rồi đúng không anh em? SSD 512 nhá và card đồ họa Iris Xe Graphics. Với SSD thì lại có thể nâng cấp được và em máy em có cho chúng ta tận 2 slot nâng cấp SSD cơ. Ngoài ra nữa thì em nó cũng lắp đặt sẵn trong ta là Intel Wi-Fi 6E luôn, AX211. Đấy, Wi-Fi 6E luôn. Chứ tầm này mà Wi-Fi 6 thì thôi chê lắm luôn đấy anh em ạ. May là cho chúng ta Wi-Fi 6E, tốc độ kết nối cao,
CPU dòng P Gen 13 hợp lý cho một chiếc laptop mỏng nhẹ như thế này. Ok, đó là về thông số cấu hình của chúng em có thể làm khá nhiều tác vụ, từ tác vụ Photoshop này, thiết kế đồ họa của Illustrator hay là rất nhiều phần mềm thiết kế khác nhau. Anh em vẽ AutoCAD các thứ này, hay là anh em sử dụng để edit những video qua Premiere, qua CapCut là ok. Còn em muốn làm hiệu ứng kiểu 3D các thứ qua After Effects thì mình nghĩ không hợp lý đâu. Sử dụng để làm những bộ phần mềm kiểu nhẹ nhàng hơn một chút thôi nhá anh em nhá. Premiere các thứ này, CapCut này thì ok. Hoặc là Photoshop, Lightroom các thứ là ok anh em nhá. Nói chung là trong cái tầm tiền này thì nó cũng là hợp lý so với cả LG Gram thôi. Chiếc này chúng ta đã biết rồi đúng không nào anh em. Còn được tặng kèm thêm cả bút như này nữa còn gì bàn nữa. Ở đây, tiếp theo chúng ta cùng tới với cái phần mặt C của máy này. Mặt C ở đây chúng ta sẽ có một cái leo bàn phím là tiêu chuẩn của nhà LG rồi. Từ trước đến nay thì mình thấy là cái chiếc bàn phím mà dùng trên tất cả phiên bản LG Gram không có gì xa lạ nữa rồi, hành chỉ phím sâu, bấm ngon, mặt C chắc chắn, trackpad kích thước lớn, bàn phím có đèn nền, có nút nguồn ở đây và có nút nguồn ở bên cạnh. Đó, chúng ta sẽ có hai nút nguồn, một chiếc nút nguồn để sử dụng như ở một chế độ laptop thông thường, có nút nguồn bên cạnh này. Khi chúng ta gập ra ấy, thì cái bàn phím nó sẽ bị vô hiệu hóa anh em ạ. Thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái nút nguồn bên cạnh đây. Sao không gom luôn về một cái dùng ở bên cạnh để cho tiện anh em nhỉ? Phải dùng hai cái làm gì mất công nha. Đó là về cái thiết kế của chiếc máy này này. Tiếp theo về pin đi, mình rất là thích. Nhắc đến pin của chiếc LG Gram mình tự tin lắm anh em ạ. Em nói cho chúng ta viên pin là 72Wh cho một chiếc laptop 14 inch. Đấy, tức là giống với cả chiếc LG Gram trước đó, phiên bản 14 inch trước đó, phiên bản thường. Ở đây chúng ta cũng sẽ có 72Wh. Chúng ta cũng sẽ có thời gian trụ là khá trâu, 16 tiếng. Đấy là thông số của hãng. Còn với thông số mà chúng ta sử dụng hàng ngày thì khoảng độ 8 tiếng coi như phân nửa đi là thoải mái, đúng không anh em? Đấy, tức là chúng ta có thể sử dụng khoảng độ 8 tiếng những tác vụ hỗn hợp là ok rồi. Và mức độ sáng màn hình thấp thôi anh em nhé. Nhớ là mức độ sáng màn hình thấp thôi, những tác vụ nhẹ nhàng thôi thì em nó có thể trụ được tốt. Ok, cổng kết nối sao? Cổng kết nối này này, chúng ta có một chiếc laptop rất mỏng cho em, nó sẽ chỉ trang bị được cổng C với cả cổng A thiết kế rút gọn mà thôi. Chúng ta có jack audio 5, có hai cổng C tích hợp thẳng 44, có hỗ trợ sạc qua đây, xuất hình ảnh các thứ qua đây hết anh em ạ. Bên cạnh phải chúng ta có một cổng A, cơ chế đóng mở cổng rút gọn này, một khe cắm thẻ micro. Đó, chỉ vậy thôi. Về cổng kết nối thì anh em muốn kết nối nhiều thiết bị hơn, anh em bắt buộc phải mua thêm một cái dock để có thể kết nối. Còn nếu chúng ta sử dụng cơ bản, chúng ta dùng một con chuột rời bên ngoài thôi thì không cần, cắm luôn vào cổng A ở đây là được anh em nhá. Và tất cả mọi thứ như thế gói gọn trên một cái chiếc laptop xoay gập 360 độ, có nhôm, có magie, trong cái trọng lượng là 1,22 kg, tức là trên web của hãng sẽ là 1,25, nhưng mà mình có cân trực tiếp thì nó sẽ chỉ có là 1,22 thôi, nó sẽ nhẹ hơn một chút anh em ạ. Về cái trọng lượng như này thì theo mình thấy là đây là một chiếc laptop xoay gập 360 độ gần như là nhẹ nhất mà anh em được trải nghiệm trong cái thời điểm này 2023, trong năm 2023. Còn sau này có cái nào nhẹ hơn hay không thì mình không biết anh em nhá. Rồi, và đó là cái phần trên tay và trải nghiệm của mình về LG Gram 2-in-1 phiên bản 2023. Anh em có cảm nhận gì hay không, hãy comment bên dưới bình luận của video này giúp mình anh em nhá. Đừng quên cho Laptop World một like và một sub, nhấn nút chuông của video mới nhất. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.